Cái đèn này sáng rất là ok luôn nha anh em. Cái đèn này nó phục vụ cho những cái nhu cầu mà anh em cần làm với cái không gian rộng á. Đó, độ sáng của nó rất là tốt. Nhỏ xíu xíu luôn, nó có chút chiếu à. Đó, chút chiếu thôi nhưng mà nó rất là sáng. Thì sẵn thì mình sẽ cho anh em xem cái sản phẩm này một cách chi tiết nha. Thì anh em thấy cái đèn này á, cái độ hoàn thiện nó rất là cao. Những cái chi tiết này á là đều bằng kim loại hết nha em. Cái led này nó là một dạng led mà anh em thấy nó chỉ có một bóng thôi mà bóng led rất là to. Công suất lớn, hai cái cục 500 của nó dưới đây để cho nó hết rất là mạnh. Mà cái phần mà anh em thấy để nó gắn cái con ốc vô á, nó cũng làm cho mình là một cái dạng đồng, bằng đồng nữa chứ không phải là một cái đồ dởm. Hai cái núm chỉnh nè, cái núm bên đây á là cái núm khởi động. Còn cái núm phía bên này á là cái núm anh em chỉnh cái nhiệt độ màn. Rồi. Phía bên này á, trên này á là anh em dùng để anh em sạc trên đây. Đó, đây anh em thấy không? Và đây phía sau này là cái cục pin của chúng ta. Đó. Thì mẫu này là rất là phù hợp cho anh em làm công trình ha. Anh em thấy nó nhỏ, anh em so với cái chuông nè thì anh em sẽ thấy cái chuông với cái này nó gần như là bằng nhau luôn. Có chút xíu thôi mà nó rất là sáng nha anh em. Đó, cụ thể cái mẫu này á, cái cường độ sáng của con này nó lên tới là 2000 lumen. Ở cái độ cao nhất mà nó sáng được 9 giờ lận. Nếu mà anh em xài 2000 lumen mà anh em chơi được 9 giờ. Còn nếu mà anh em xài ở cái chế độ là 1000 lumen thì nó lên được 10 giờ, mà anh em xài ở chế độ là 10 lumen là anh em xài được 360 giờ. 360 giờ là một cái thời gian rất là dài luôn nha anh em ơi. Đó, hàng bên em có sẵn luôn. Anh em mua thì nó sẽ đựng trong một cái bao bì như thế này. Đó. Nếu mà anh em xài ánh sáng đỏ đó thì nó đạt 9 lumen anh em. Đó. Thì nó có hai chế độ á, nó có chế độ cho anh em là sáng là gọi là sáng thường á, sáng liên tục đó, ở chế độ 9 lumen là 170 giờ. Còn nếu mà anh em xài chế độ 9 lumen mà chế độ red plus á, chớp tắt á thì nó cho anh em được là 340 giờ. Rồi, đây là cái mẫu của Phoenix nha anh em, mã là CL28R. Bảo hành cho anh em mẫu này là 2 năm. Những cái mẫu mà cái pin nó nằm bên trong cái đèn thì nó bảo hành cho mình ít hơn. Đó, còn cái mẫu nào mà nó nằm rời thì nó sẽ bảo hành lâu hơn nha anh em.